Hello, hôm nay lại COVID tí. Thực sự hôm nay là ngày lễ, không biết làm gì thì Ngọc muốn hát một bài mà đối với Ngọc. Ok, nó cũng không phải là cái gì đó xuất sắc, nhưng mà thực sự nó rất là tâm trạng, nó rất là dễ hiểu và nhanh 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 vào lòng. Nên thôi mọi người cùng nghe một bài hát mà Ngọc thích gần đây nhất ha, của cậu Tùng. Âm thầm bên em, hy vọng Tùng nghe cũng đừng có chê chị nha. Ok. Cảm ơn mọi người đã nghe. Dạ.